bao lần sau mỗi vòng đấu, câu lạc bộ Man United lại ngập tràn trên các trang báo lẫn mạng xã hội. Có quá nhiều điều để mổ xẻ, quá nhiều vấn đề tại Old Trafford lúc này. Sau trận thảm họa vừa qua, áp lực dành cho ban huấn luyện lẫn các thủ Man United ngày càng lớn, đến mức Ten Hag bắt cầu thủ phải bỏ ngày nghỉ. Còn ban lãnh đạo lại lên tiếng cảnh báo Ronaldo về thái độ, nhưng sự thật có phải như vậy? Trong khi đó, ở Paris Saint-Germain, đội bóng vẫn thắng giòn, nhưng nội bộ lại đang dậy sóng vì Mbappe và Neymar. Chào mừng các bạn đến với bản tin tối đầu tuần của bình luận viên Anh Quân News. Như mọi khi, cùng điểm qua những tin vắn đáng chú ý trong ngày. Chelsea đã bị Tottenham cầm hòa những phút cuối cùng của trận derby London đêm qua. Chưa dừng lại ở đó, đội chủ sân Stamford Bridge còn đón nhận thêm những tin dữ. Ngoài việc huấn luyện viên Tuchel nhận thẻ đỏ ra, The Blue nhiều khả năng sẽ mất sự phục vụ của Kante trong tương lai. Tiền vệ người Pháp đã dính chân thương và rời sân giữa chừng ở trận đấu với Spurs. Huấn luyện viên Tuchel cho biết Kante bị chấn thương gần khuèo và toàn đội đang dõi theo tình hình của anh. Người các fan Chelsea cay nhất lúc này không phải là Harry Kane, cầu thủ gỡ hòa cho Spurs, mà là trọng tài Anthony Taylor. Hiện đã có hơn 50.000 chữ ký được thu thập để cấm ông vua áo đen này cầm còi những trận đấu có Chelsea. Ngoài ra, hashtag Anthony Taylor Out cũng lên top xu hướng tại Twitter. Được biết trong quá khứ, vị trọng tài 43 tuổi này từng có nhiều lần sửa ép Chelsea. Theo Fabrizio Romano, Chelsea đang muốn đẩy nhanh để có được chữ ký của cầu thủ trẻ Anthony Gordon của Everton. Anh được xem là phương án gia tăng chiều sâu nơi hàng công. Được biết, The Blue đã cho biết ban đầu sẵn sàng trả 40 triệu bảng cho cầu thủ 21 tuổi. Nhưng phía Everton được cho là định giá Gordon ít nhất 50 triệu, vì vậy Chelsea sẽ nâng giá hỏi mua Gordon trong tuần này. Trước đó, Chelsea đã gửi lời đề nghị 14 triệu bảng dành cho Aubameyang. Được biết, Chelsea sẵn sàng tăng gần gấp đôi lương của Aubameyang nên vấn đề tiền lương không có gì đáng kể cả. Tuy nhiên, theo nhà báo Tony Cromarty, Barca đã từ chối mức giá mà Chelsea đưa ra. Đội chủ sân Camp Nou muốn thu về ít nhất 20 triệu bảng từ tiền đạo người Gabon. Ở chiều ngược lại, Barcelona vẫn chưa ngừng cơn khát mua sắm của mình. Chia sẻ với Dajon mới đây, chủ tịch Joan Laporta khẳng định các nỗ lực cải thiện tài chính vẫn đang được thực hiện, vẫn còn thời gian cho việc bổ sung thêm sức mạnh của đội hình của chúng tôi. Cần nhớ rằng Barca mới chỉ đăng ký thành công 5 trên 6 tân binh họ mang về trong hè. Nhiều khả năng Blaugrana vẫn cố gắng bán Frankie de Jong trước khi thị trường chuyển nhượng khép lại. Cũng chính vì de Jong mà Barca đang dần trở thành kẻ phản diện trong mắt rất nhiều người. Mới đây, cựu danh thủ Raphael van der Vaart đã lên tiếng chỉ trích Blaugrana vì làm khó dễ hậu bối của mình. Cựu sao Tottenham Hotspur cho rằng Barcelona hành xử như mafia, họ xứng đáng bị trừng phạt khi ký hợp đồng với de Jong. Câu lạc bộ phải có trách nhiệm hoàn thành, không thể để mọi thứ xảy ra như vậy được. Ngoài ra, theo Sport, de Jong tức giận vì liên tục gây sức ép để anh rời câu lạc bộ. Đại diện của Manchester United hy vọng sớm đạt được thỏa thuận với Inter về trường hợp cầu thủ chạy cánh phải Denzel Dumfries. Quỷ đỏ chấp nhận chi 50 triệu bảng cho thương vụ này. Đây là mức giá gấp đôi cho Spurs định giá. Ngoài ra, họ cũng chấp nhận đáp ứng mức lương tối thiểu 200.000 bảng một tuần của Dumfries. Hậu vệ người Hà Lan sở hữu kỹ năng công thủ toàn diện và được xem là phương án thay thế chất lượng cho Diogo Dalot và Aaron Wan-Bissaka. Ngoài Man United, Chelsea cũng đang nhắm đến cầu thủ 26 tuổi. Hôm nay, phiên tòa xét xử Benjamin Mendy sẽ bắt đầu và dự kiến kéo dài đến 15 tuần. Cựu sao Man City bị cáo buộc 8 tội danh hiếp dâm, một tội cố ý cưỡng hiếp và một tội tấn công tình dục. Được biết, các cựu đồng đội của Mendy là Raheem Sterling, Jack Grealish, Kyle Walker, Riyad Mahrez và John Stones sẽ được triệu tập làm nhân chứng tại phiên tòa. Ngoài Man United, nội bộ Paris Saint-Germain cũng là nơi rối ren bậc nhất làng túc cầu hiện tại. Ở trận đấu gặp Montpellier, Mbappe và Neymar đã tranh quyền đá penalty ở gần đầu hiệp 2. Điều này dấy lên nghi ngờ mâu thuẫn giữa hai siêu sao này. Huấn luyện viên Galtier sau trận cũng chưa đưa ra câu trả lời chính xác rằng ai là người thực hiện đá pen tại đội bóng. Đối với trận đấu này, thứ tự đã được chọn như vậy. Kylian Mbappe sút trước. Vì vậy, thật hợp lý khi Neymar là người thực hiện quả 11m tiếp theo. Chúng tôi sẽ xem trong tương lai. Dẫu vậy, mâu thuẫn giữa Mbappe và Neymar là có thật. Không chỉ dừng lại ở việc giành nhau đá pen trên sân, cả hai dường như đang để mọi chuyện đi quá xa. Theo Sport Bible, đã có một cuộc va chạm nhẹ giữa Mbappe và Neymar trong phòng thay đồ Paris Saint-Germain sau trận thắng Montpellier. Cả hai được cho đã hét vào mặt nhau, húc đầu nhau trước khi được đồng đội tách ra. Việc lớn tiếng qua lại sau đó chưa kết thúc với một số đồ đạc bị ném cả ra ngoài. Chưa dừng lại ở đó, tài khoản Twitter của Neymar còn châm dầu vào lửa khi nhấn thích hai bình luận chỉ trích thứ tự sút phạt đền của Paris Saint-Germain. Một bình luận trong đó viết, chẳng có đội nào trên thế giới mà Neymar lại phải là người đá phạt đền thứ hai. Có vẻ theo hợp đồng mới, Mbappe là ông chủ của Paris Saint-Germain. Về phía Mbappe, theo nhà báo Romain Molina, siêu sao người Pháp đã một lần nữa yêu cầu ba lãnh đạo Paris Saint-Germain bán Neymar, nhưng tồi tệ hơn là ngôi sao người Brazil đã phát hiện ra điều đó. Thế nhưng, trang Insider Parisien lại thông tin rằng điều đó không đúng sự thật. Theo dự kiến, huấn luyện viên Galtier và giám đốc Luis Campos chuẩn bị tổ chức một cuộc họp với sự góp mặt của Neymar và Mbappe nhằm nhanh chóng giải quyết và loại bỏ mâu thuẫn giữa cả hai.
Thất bại 0-4 vừa qua như một gáo nước lạnh dội thẳng vào các thủ lẫn ban huấn luyện Man United. Theo chiến lược gia người Hà Lan, các học trò của ông đã không tuân thủ chiến lược đã đề ra. Vì vậy, Ten Hag đã phạt cả đội bằng cách cắt luôn ngày nghỉ sau trận của các cầu thủ. Cụ thể, theo lịch ban đầu, các cầu thủ Man United được nghỉ vào Chủ nhật. Tuy nhiên, Ten Hag đã hủy ngày nghỉ và yêu cầu các học trò đến sân luyện tập. Phóng viên Kevin Sonhekon của Sky Sports cho biết chiến lược gia người Hà Lan yêu cầu mỗi cầu thủ chạy 13,8 km dưới cái nóng hơn 30 độ C. Trong trận đấu với Brentford, các cầu thủ Man United chạy tổng cộng 95,6 km, trong khi đó đội chủ nhà là 109,4 km. Ten Hag cảm thấy không thể chấp nhận điều này và yêu cầu các học trò chạy bù vào con số chênh lệch. Sau đó, Ten Hag cũng nói rằng họ không đáp ứng các tiêu chuẩn cao của ban huấn luyện cũng như câu lạc bộ. Đây là lý do ông thúc giục ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford đẩy nhanh tiến độ chuyển nhượng. Ngoài thất bại muối mặt ra, người hâm mộ còn khó chịu với thái độ của Ronaldo trong trận đấu vừa qua. CR7 không nán lại sân để xin lỗi người hâm mộ cũng như không bắt tay với huấn luyện viên. Chính vì vậy, nhiều tin đồn cho rằng Quỷ Đỏ đang xem xét việc chấm dứt hợp đồng với Ronaldo nếu CR7 không thay đổi thái độ. Cơ sự bắt nguồn từ việc Sky Sports tiết lộ trên Twitter, Man United có thể xem xét chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với Ronaldo nếu anh không chấn chỉnh thái độ của mình. Nhưng chỉ một tiếng sau, dòng tweet này đã được gỡ bỏ. Phía Man United đã xác nhận thông qua một người phát ngôn rằng họ không có ý định chấm dứt hợp đồng với Ronaldo. Sky Sports dẫn lời người phát ngôn cho biết, không có sự thay đổi trong quan điểm của câu lạc bộ về Ronaldo. Trước đó, ban lãnh đạo Quỷ Đỏ khẳng định CR7 không phải để bán bất chấp siêu sao người Bồ Đào Nha đòi ra đi. Nhưng câu lạc bộ giữ là một chuyện, còn cầu thủ tâm ý ra sao là chuyện khác. Và Ronaldo vẫn giữ quyết định rời đi trong hè này. Mới đây, báo chí Italia cho biết người đại diện của Ronaldo đã gửi lời đề nghị đến hai đội bóng thành Milan. Tờ Corriere dello Sport cho biết siêu cò Jorge Mendes đã được giao việc đi tới Milan để tiếp xúc với hai ông lớn AC Milan và Inter Milan. Nhưng cũng như các lần trước, Ronaldo đã bị từ chối, bởi cả AC Milan và Inter đều đã chốt quân cho mùa giải mới, đặc biệt là hàng tấn công, nên họ không có nhu cầu với Ronaldo. Ngoài ra, mức lương mà Ronaldo đang hưởng là điều hai đội thành Milan khó đáp ứng được. Trước tình hình ngày càng bi đát của Man United, cựu Quỷ Đỏ Gary Neville tiếp tục lên tiếng chỉ trích giới chủ của đội bóng. Chia sẻ trên Sky Sports, huyền thoại người Anh nổi giận. Nhà Glazer cần phải bay đến Manchester khẩn cấp để giải thích kế hoạch của họ cho tương lai của câu lạc bộ là gì. Với tình cảnh sa sút này, theo tôi, họ chỉ còn cách bán đội bóng cho chủ mới để có thể giải cứu được đội bóng có truyền thống rất lâu đời này ở nước Anh. Ngoài ra, Neville khẳng định nhà Glazer hơn 10 năm nay đã bòn rút câu lạc bộ và không có sự đầu tư đáng kể để đội bóng Quỷ Đỏ thành Manchester ngày càng sa sút không phanh. Cũng cùng suy nghĩ như là Neville, phần lớn fan Quỷ Đỏ mong muốn nhà Glazer từ chức và một cá nhân hay tổ chức nào đó sẽ mua lại rồi phục hưng câu lạc bộ. Nhưng theo báo chí Anh, nhà Glazer chỉ chấp nhận bán câu lạc bộ với giá 4 tỷ bảng, bất chấp kết quả thảm họa của Quỷ Đỏ trên sân cỏ. Sức mạnh thương mại khổng lồ là nguyên nhân đằng sau số tiền khủng mà nhà Glazer yêu cầu. Đến đây, bản tin chiều thứ hai của bình luận viên Anh Quân News xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.